Ok, và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thế Gì Đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là gì nhỉ? Planet Zombie phần 1 nha anh em. Chúng ta có, nó có cái shop, nó có mua cái gì? Mua được cái này anh em. Wow, slot liệu tiếp này, thêm một slot nữa này. Tiền không thiếu anh em ạ. Tôi mua thoải mái. Ô, tôi mua được cả cái này này. Cái này mua để làm gì đây? Delicious. Cái này để làm gì? Show out nghĩa là bán hết rồi anh em ạ. Có mỗi cái này là có thể mua thoải mái được, không biết để làm cái gì cái đấy luôn. Một cái item mới á. Hôm nay sẽ mở được quả ớt đấy kìa. Chili. Chili. Và link tải mình sẽ để phía dưới phần mô tả phần comment nhé. Anh em hãy vào moodgame2.com để tải nhé. Rồi ok và let's go. Quay trở lại nào, game gì đây? Hành trình bất tận. Nghe nó có vẻ khá là củ chuối à. Nghe có vẻ khá là củ chuối cả nải à, đúng không anh em? Chính xác là như vậy. Nó hơi củ chuối. Đấu cái gì đây? Chọn đấu. Ui, sao bé tí này? Mà này có phải ảo hay sao có hai cái xe gì đây? Ảo mà một cái thật sự kìa. Ok anh em ơi. Ui, zombie bé tí anh em ạ. Zombie tí hon ạ. Ok, cái này để dành tí à. Đây rồi, ok. Nổ hết đi bạn ơi. Power lưu. Có lên nào. Chỗ này đang rất mệt luôn. Bình tĩnh, ở trên kia không có một cây nào luôn. Stop lại bạn ơi. Quay nó yếu mà. Chết rồi. Mày chết rồi. Mày đang chết dở rồi này. Chết. Nổ đi bạn ơi. Nhưng mà chỗ này thì làm nào đây? Đáng lẽ mình nên đặt một cây ở đây thì nó sẽ là hợp lý nhờ. Hơi toàng nhờ. Phía dưới sao? Chúng ta đang cố. Nhưng mà bắn được rồi anh em ơi, hạ rồi đấy. Rồi chúng ta đã phun được cây ở các cái hàng bên trên này. Có vẻ là sẽ hợp lý đấy. Hey, được anh em ạ, nhìn cho ổn áp phết đây nhờ. Thế được phết, nhìn ổn phết. Không hề tệ lắm. Đấy là mình thấy là không hề tệ lắm nha. Rồi, chỗ này đặt mìn khoai tây cũng được mà, thì đặt mìn cho nổ hết được mà. Chết rồi. Chết. Hơi chết dở nha anh em. Nó đã bắn hạ được chúng ta rồi đấy. Con này là rất là nguy hiểm luôn đấy. Con này cực kỳ là nguy hiểm luôn anh em. Bảo vệ đã. Đấy, phải nổ thế là đẹp, đồ đấy quá đẹp luôn. Đến tơn cuối nhưng mà lại sắp hết đấy rồi. Chết dở nhá, hết đấy rồi, hết óc chó rồi. Tốt thế nhờ. Người anh em đánh tốt ghê. Tốt quá, được đấy chứ. Đang gọi là lắp đặt hết tất cả cây vào đây rồi. Ui. Ui. Sợ thật sự luôn.
hơi kinh đấy, hơi bị ghê ghê ấy. Tôi đang hơi bị ghê 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 anh ạ. Không biết là đánh không đây. Zombie rất rất nhiều anh em nhá. Bắn trước là khôn. Chúng ta bắn trước là chúng ta sẽ là người khôn khôn ngoan. Bắn trước là khôn ngoan anh em nhá. Đây rồi. Chúng ta lấy được quả ớt rồi anh em ơi. Ớt chỉ thiên. Trông chất phết nhỉ. Quả ớt chỉ thiên này trông chất lượng ra phết đấy. Đừng đùa. Đừng đùa với ninja rùa. Nhìn hay phết anh em ạ. Ok. Rồi anh em ơi. Cái gì vậy? Game củ nồi gì thế này? Tôi nhìn tôi buồn cười quá. Chiến. Ui, chúng ta gặp quả xe chất lượng. Cái này chắc chắn là ưu tiên rồi. Ok. Tôi vẫn thừa một cây. Vãi cả trưởng. À, tôi mở khóa kia rồi. Không cần săn anh em. Ok anh em ơi. Trời ơi. Rồi đấy, chúng ta đã sẵn sàng sử dụng tất cả những cái thứ gì có thể để bắn nhau của nó. Ok, let's go. Oh, nó dã mà cái này sẽ bị bẫy anh em ạ. Cho cứ đợi thôi ha. Không cần phải vội. Sao không cần phải vội anh em ạ? Thì tôi biết trước là tôi sẽ đánh theo cái hướng cái kiểu như thế nào rồi. Anh em đừng lo. Anh em đừng lo cho tôi. Trận này hơi lâu á. Trận này úi ấn nhầm lại toang. Ấn nhầm lại hơi bị toang đấy nhá. Ok. Tận đây phát. Ấy. Đang hợp lý, đang rất tốt, đang rất thoải mái, đang rất là ok con dê luôn. Trời ơi, bắn như thế này thì các bạn bắn kiểu gì với chúng tôi đây, thoải mái nè. Ấy trời ơi. Squash các kiểu, không vào được đâu. Tuổi, mình chỉ sợ ấy thôi anh em ơi. Sợ cái xe đấy nó cán qua mình thôi. Cái xe đúng là sợ. Sợ hãi các kiểu có cái xe ấy, xe khổng lồ ấy. Thế thì quả ớt sẽ được là ưu tiên dành cho những cái trường hợp như vậy. Quả ớt sẽ chắc chắn sẽ được ưu tiên rồi. Chết tiệt này. Chúng ta sẽ cần phải xây dựng một cái hệ thống ở dưới nước trước anh em ạ. Hệ thống dưới nước rất là quan trọng. Không, thật ra là trên bờ nó sẽ quan trọng hơn. Tại vì là nó sẽ có cái xe nó không thể đi lội nước đâu anh em ơi. Chắc chắn 100% là xe của nó không lội nước được. Anh em phải suy nghĩ như vậy. Ê, xe. Cái quần què tí nó cán nổ ghế của mình. Để nó hồi đi anh em ơi. Không biết liệu cái này nó có ăn thua không nhỉ? Ok, let's go. Thank you.
bắn súng hạ gục các kiểu đà điểu. Đấy. Rồi. Hợp lý. Rồi bây giờ chuẩn bị sẵn ớt đây. Chuẩn bị sẵn ớt anh em ơi. Hello. Hello cái chết luôn ạ. Hello các bạn trẻ. Các bạn lên là các bạn chết. Ui được cái sừng này. Cái sừng này hay đấy. Rồi và chúng ta sẽ cứu nhé. Xin chào anh em.